bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel của An á, thì hãy nhớ những cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì ngày hôm qua đó, An đã có chia sẻ một cái video là An đi đến một cái tên tiệm là The Cosmetic Company Store để An mua những cái nước hoa giống như là Jo Malone nè, Tom Ford, với lại cái giá là sale off 50% đó. Thì bạn nào chưa coi thì em sẽ để cái đường link ở trên đây, các bạn nhớ coi nha. Và cái tên tiệm thì em sẽ để ở dưới đây, ngay chỗ này, để các bạn có thể biết được cái tên tiệm và các bạn tìm coi khu vực các bạn ở có hay không. Thì cái The Cosmetic Company Store này á, có tiểu bang thì nó nằm riêng ở bên ngoài, nó có một cái store riêng. Có những tiểu bang thì nó nằm trong luôn sát Fifth Avenue Company Store ở trên khu Livermore đó, thì nó sale rất là nhiều. Nên là hôm nay em sẽ đi coi thử, và nếu mà có thì em sẽ quay cho mọi người coi nha. Và em cũng muốn đi lên cái khu outlet này để quay video cho các bạn rất là lâu rồi. Tại vì có một cái mà em mới phát hiện ra đó, là ở trên đây nó là một cái outlet và nó có Gucci, cái store của Gucci outlet luôn. Thường các bạn biết đó là những cái thương hiệu nổi tiếng á, nó rất là ít khi nào mà nó có outlet, tại vì thường á, những cái thương hiệu nổi tiếng người ta muốn giữ cái giá của người ta, nên đặc biệt giống như là LV á, thì theo An đọc á, là mỗi một năm, mỗi cái season á, nếu mà những cái ví ta bán không hết á, thì người ta sẵn sàng người ta đốt bỏ đi để giữ được cái giá trị và cái thương hiệu của LV, chứ người ta không có bán giảm giá hay là người ta không có bán ở những cái outlet store khác. Nhưng mà đặc biệt á, Gucci thì có, nên là hôm nay em sẽ đi và em quay cái Gucci store cho các bạn coi coi là trong cái outlet của Gucci thì nó sẽ có những cái gì nha. Và bây giờ mời các bạn đi chung với An. Hôm nay là em đang đi bộ ở trong cái outlet đó, thì cái tiệm, những cái tiệm này nó đều nằm ở ngoài trời hết đó, các bạn thấy không, có rất là nhiều tiệm luôn. Và em đang đi tới cái tiệm Gucci outlet ở đằng kia. Các bạn thấy hôm nay là nhiều cái dòng người, người ta đang get like để mà người ta đi vô Gucci đó. Rất là nhiều người đi ngon với lại ở bên ngoài luôn. Cái này là sau khi em đợi ở ngoài 30 phút thì em đã vô trong tiệm Gucci rồi. Thì các bạn thấy không? Rất là nhiều cái luôn. Hiệu mà cái cửa hàng mà An giới thiệu cho các bạn để mà mua nước hoa đó, các bạn thấy không, The Cosmetic Company. An đang đứng trước cái cửa tiệm đó, các bạn nhớ vô nha. Bây giờ là An đã được vô trong tiệm rồi. Tiệm thì nó giới hạn người nha, và như là một tiệm chỉ có mười mấy, được chưa tới 10 người ở trong tiệm. Đây là những cái mà An quay lại cho các bạn thấy. Đó là An đã được vô trong tiệm rồi. Tiệm thì nó giới hạn người nha, và như là một tiệm chỉ có mười mấy, được chưa tới 10 người ở trong tiệm. Đây là những cái mà An quay lại cho các bạn thấy. Ở đây nó cũng có nước hoa của Tom Ford, giống như cái loại mà hôm qua em mua luôn nè. Hôm qua em mua chai nhỏ, ở đây nó có chai bự luôn. Đó, 184 đồng là giá trên stem. Nhưng mà nếu mà các bạn mua trên 100 đồng á, thì các bạn sẽ được giảm thêm 50% nữa. Đó. Có rất là nhiều nước hoa ở đây luôn. Thì bây giờ đó, sau một cái ngày dài shopping thì cuối cùng An đã về tới nhà.
Hôm nay em cảm thấy là một cái ngày rất là may mắn đối với An, tại vì em mua cái gì đó cũng được discount, cũng được giảm giá nhiều hơn bình thường hết. Thì em sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mà em mua được hôm nay nha. Và các bạn hãy coi tới cuối video để mà biết được là những cái mà em mua được hôm nay là cái gì nha. Thì đầu tiên đó là hôm qua em có đi The Cosmetic Company Store, thì em cũng đã mua hết cho An rồi. Hôm nay á, thì có một vài bạn bè của em biết An đi thì nhờ An mua giùm những cái nước hoa, tại vì quá rẻ luôn, giảm 50%. Nhưng mà hôm nay may mắn cho em một cái nữa là khi mà em lại cái tiệm đó, thì ngoài được giảm 50%, cái bạn mà cashier, bạn Mỹ Trắng bán hàng ở đó, bạn đó rất là dễ thương, bạn đó còn cho em một cái coupon giảm giá thêm được 15% nữa. Tức là em giảm được 50% cộng 15%, nên tất cả những cái nước hoa mà em mua hôm nay em đều được giảm giá tới 65%. Hôm qua thì em chỉ được giảm 50% thôi, còn hôm nay em giảm được 65%. Này làm cho em cảm thấy rất là vui trong ngày hôm nay, tại vì mình được giảm giá nhiều hơn ngày hôm qua, nên là em đã tự thưởng cho em một chai nước hoa Tom Ford nữa. Cái chai này á, là dành cho những bạn nào mà kiểu giống như là thích mùi bánh bèo á, tức là mùi hoa cỏ, thì nên mua chai này, rất là thơm luôn. Khi mà em vô, hôm nay em không có tính mua nước hoa nữa, nhưng mà em hủi thấy cái chai này là em rất là thích và em đã mua chai này luôn. Còn lại hầu như là em mua cho bạn thôi. Cái chai này, chai Tom Ford định này là dành cho nam, là mua giùm bạn. Chai này giá gốc á là 250, sau khi mà giảm 65% em mua chai này chỉ còn giá là 106 đồng, chưa tính thuế. Chai tiếp theo nữa đó là Tom Ford Neon. Cái chai này rất là thơm luôn, 100ml. Chai này á, giá gốc của nó là 175 đồng, thì em mua còn lại chỉ có 70 mấy đồng thôi, giảm 65%. Rồi tiếp theo nữa là em lại tiếp tục mua giùm bạn em Jo Malone. Thì cái mùi này á, khi mà các bạn tìm trên Sephora này nọ nó sẽ không có, tại cái mùi này là limited edition, thì nó chỉ ra cũng là mỗi năm nó ra một đợt thôi. Thì cái mùi này là Sakura Cherry Blossom đó, chai nhìn màu hồng bánh bèo rất là dễ thương, mùi hoa luôn. Cũng được giảm giá 65%, giá gốc là 135%, giảm giá ra hình như còn 60 mấy hay 50 mấy đồng chai này. Chai tiếp theo nữa là không có chai bự, nên là mua chai nhỏ. Thì chai nhỏ này nó là Honey Stockel and Davana. Thì cái chai này giá gốc là 72 đồng, thì em mua chỉ còn có 30 mấy đồng thôi, được giảm giá 65%. Mấy cái mùi này á, mấy cái mùi nếu mà các bạn nào mà thích Jo Malone, các bạn sẽ biết mùi của Jo Malone rất là thơm luôn, nhưng mà nó thiên về mùi hoa lá, cây cỏ, trái cây, chứ nó không có mùi nồng. Giống như cái video em quay cho các bạn là em có đi vô tiệm Gucci outlet thì em quay lại cho các bạn, nhưng mà em không có mua được cái gì trong đó hết, tại vì thứ nhất là giày của nó không có đẹp, với lại không có phù hợp với em. Còn em thì em không có xài túi xách mà hiệu bản thân của An á, túi xách An chỉ mua trong Ross, trong TJ Maxx thôi, nên là An tới Gucci An chỉ quay cho các bạn coi thôi. Và sau đó đây mới là cái đặc biệt nhất em muốn khoe với lại các bạn á, là sau khi mà đi hết rồi á, thì An đi tới, nó gọi là tiệm DSW, em sẽ để tên ở đây cho các bạn coi DSW nha. Hiện nay nó đang có cái promotion, tức là các bạn lại clearance á, các bạn tìm cái tag. Ví dụ như cái tiệm mà em đi á, là cái tag màu vàng và màu đỏ sẽ được tính cái giá là 14.99 đồng, bất kể là cái đôi nào, miễn sao nó có tag màu vàng hoặc là màu đỏ thì các bạn được mua với giá 14.99 đồng thôi, rất là rẻ luôn. Thì An tới có nhiều người không biết cái này, nên là có mấy cái đôi rất là đẹp luôn, để mà không ai mua hết, nên là An đã mua. Đó, cái đôi đầu tiên em mua là đôi boot của cái hiệu là Lucky Brand đó, các bạn thấy không? Thì đây là cái đôi boot mà em mua nè. Hôm nay em mua được 4 đôi boot luôn, mà giá của em mua chỉ có 30 đồng cho 4 đôi boot thôi, rất là rẻ luôn, mà toàn là những cái hiệu mà em thấy là chất lượng rất là tốt luôn. Thứ nhất là The Lucky Brand, thì các bạn nào mua giày các bạn biết cái này là hiệu của Mỹ luôn. Đó, đây là cái đôi boot đầu tiên em mua. Cái giá, đây là cái đôi tag màu vàng nè, là của Liren. Cái giá sau khi mà nó giảm xuống rồi là còn 99 đồng 99, nhưng mà em mua chỉ có 14.99 đồng thôi. Đôi thứ hai mà em mua đó là cái bút này là có cái hiệu mà
Đó, rất là đẹp luôn. Em cho các bạn coi nút nha. Đây là cái đu bút. Đó, nhìn rất là đẹp. Cái da của nó cũng rất là mềm luôn. Cái đôi này cũng tát màu vàng luôn của nó. Đây, 149.89 đồng. Em mua cũng chỉ có 14.99 đồng thôi. Đôi tiếp theo cũng là một đôi bút nữa. Đây là một đôi bút nữa nha. Cái đôi này giá của nó là 119.98 đồng. Mà em mua đôi này cũng 14.99 đồng thôi. Cuối cùng luôn. Đây là cái đôi bút em cuối cùng. Các bạn thấy không? Rất là dễ thương luôn. Cái đôi này em cũng chỉ mua giá là 14.99. Tóc của nó là 149.98 đồng. Ngoài ra khi mà các bạn download một cái app của DSW vô trong máy, các bạn show cho cái người cashier thì các bạn sẽ được thêm 5 đồng off. Và khi mà các bạn download cái app về đó, các bạn sẽ được thêm extra tiền nữa. Khi mà em mua hết đống này á, là tại vì em được 20 đồng off. Tại vì lần trước em có mua đồ ở đây rồi, em được 20 đồng off. Với 10 đồng off thì mà em lấy được trong cái app nữa là tổng cộng em được giảm 30 đồng. Thành ra em mua hết đống này luôn á, chỉ có 30 đồng thôi. Rất là rẻ luôn. Nên nếu mà ngày mai là ngày chủ nhật, các bạn nào mà rảnh rỗi, các bạn nên đi ra những cái tiệm mà DSW ở gần nhà của mình để mà mua những cái này nha. Mỗi một store thì nó sẽ có cái khác nhau, nhưng mà thường á là những cái đôi nào mà clearance thì nó sẽ được giảm 14.99 đồng. Cỡ chỗ của em đi á là cái tag màu đỏ và màu vàng thì được 14.99 đồng. Màu xanh lá cây, màu xanh dương thì không được, nhưng mà có những chỗ khác thì màu xanh dương, màu xanh lá cây được giảm 14.99 đồng. Đó là những chia sẻ của em cho cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.